Qua đây anh nhìn em là bởi vì anh khâm phục em. Dạ. Một cái người trực điện thoại biết bao nhiêu cái bức xúc, biết bao nhiêu cái gì đó họ đổ lên đầu mình. Thật sự lúc đó mình cũng không trách họ, bởi vì họ quá đau thương trong cái việc người nhà bị cái gì đó. Dạ. Thì họ không biết xả đâu, đôi khi họ xả vào đấy. Dạ. Mà mình nghe hết. Dạ. Và cuối cùng thì có đôi khi mình chỉ khóc một mình thôi. Dạ. Tôi cũng thông cảm nha. Dạ. Và cũng cảm ơn những người như em. Dạ. Nha. Bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, đối với em thì em muốn anh ấy một người cao mét trên 1m65. Ngoài hình thì nhìn được là được. Và quan được. Trọng đối với em là tính cách. Tại vì em mong muốn có một anh có thể bảo vệ được em, che chở được em, để em không phải gồng mình lên để mạnh mẽ. Anh bên đây có thể che chở, có thể bảo vệ em luôn. Cho dù phong ba bão tố về tướng anh cũng hơi to. Em có không thích điều gì đàn ông không? Dạ, em không thích ở đàn ông là hút thuốc, nhậu nhẹt có giới hạn là được rồi. Chào chị Hồng Vân. Sao nè, có hút thuốc không nè? Dạ, có hút xã giao chị. Xã giao là nhiêu nè, ngày nhiêu điếu nè? Dạ, khoảng từ 3 đến 4 điếu rồi chị. Từ bao nhiêu? Thiệt không á? Thiệt chị. Xã giao ai mà ít vậy? Dạ, xã giao thì cũng anh em trong công ty thôi chị. Xã giao là điếu thôi. Nhưng mà tiếp 3-4 người. Tiếp 3-4 người là khổ vậy đó. Rồi là nhậu thì là nhiêu lon nè? Dạ, em nhậu cũng 4-5 lâu rồi chị. Cũng 4-5 người là cũng điếu thuốc với lon bia đó. Dạ. Em muốn người bạn gái của mình như thế nào? Em muốn người bạn gái của em thì như mặt dễ nhìn, hòa đồng vui vẻ, rồi biết trên biết dưới, với lại là sống bình thường đơn giản thôi. Chứ em không thích sự cầu kỳ, sửa soạn nhiều quá. Bên kia là dư luôn đó em. Có muốn bạn nó giỏi việc nước, đảm việc nhà không? Không, ví dụ như việc nước thì mỗi người một công việc em không có nói được. Nhưng mà việc nhà thì có thể là em và bạn ấy, nếu mà tiến tới được hôn nhân thì em và bạn ấy sẽ hai người cùng phụ nhau làm, chia nhau công việc. Em biết nấu ăn không? Dạ, em cũng biết nấu đơn giản thôi chị. Nói nghe nè, ví dụ như bạn đẹp tự nhiên, rồi ví dụ như bạn sửa soạn chút xíu thì em thấy như sao? Em thấy cũng bình thường, nữ hiểu làm đẹp là chị. Rồi em thích con gái đẹp không? Thích chứ, em thích gái đẹp chị. Rồi, mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mình giới thiệu đi nào. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quỳnh Linh và xin chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Lê Thị Thủy, năm nay em 29 tuổi, em ở Bình Chánh ạ. Hiện em là một nhân viên y tế đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tức là làm... Em làm điều dưỡng. Điều dưỡng? Dạ. Về cái khoa nào? Dạ, em làm phòng quản lý chất lượng, chuyên về khiếu nại, khiếu kiện, giải quyết các đường dây nóng của bệnh viện. Mời em trai. Dạ, chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Hồng Vân, chào bạn gái bên cạnh và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Quỳnh Trọng Kim. Năm nay em 30 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đang làm nhân viên văn phòng tại công ty dịch vụ quản lý quận 8. Thủy Kim, hợp lý nha. Kim sanh Thủy đó ha. Rồi thế vậy là Thủy có cái điểm mạnh, điểm yếu gì? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt huyết và luôn toàn tâm trong mọi công việc. Còn khuyết điểm của em là chắc là do em hơi độc lập và hơi tự lập trong cuộc sống, cho nên có một chút gì đó nó mạnh mẽ. Còn em trai? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình trong công việc. Điểm yếu là nhiều lúc em cũng bị hay quên. Và có cái tật là nhiều lúc hay đổ mồ hôi nhiều. Đổ này hơi trộm ấy ha. Dạ, mà em đổ rất là nhiều. Đổ nhiều đúng không? Dạ. Phải đi kiểm tra sức khỏe nha. Dạ. Bây giờ thì em cho đàn gái biết mình có mấy mối tình rồi. Dạ, em cũng trải qua 2 mối tình anh. Mối ngắn nhất là nhiêu, dài nhất nhiêu? Dạ, mối ngắn nhất là 3 tháng, mối dài nhất là 2 năm. 2 năm rồi sao mình chia tay? Dạ, do bạn ấy là đi du học bên nước ngoài rồi định cư ở bên bển luôn rồi, tụi em sẽ ra chia tay. Đành phải chia tay đúng không? Dạ. Chia tay lâu chưa? Dạ, cách đây cũng được 9 năm rồi anh. Trời ơi, 9 năm rồi. Dạ. 9 năm rồi, không có yêu ai nữa luôn. Dạ, cũng có yêu đơn phương nhưng mà do không thấy không hợp rồi nên không đến được với nhau anh ơi. À, đó là lý lịch tình yêu của đàn trai đó đàn gái. Em làm cái nghề của em á, dạ, có khi nào mà em được bệnh nhân yêu mình không? Dạ, sẽ có bệnh nhân yêu thương và có những bệnh nhân mà làm cho mình rớt nước mắt. Sao? Tại dạ, sao? Vì cái nghề của em là nghề tiếp đường dây nóng và tiếp dân khiếu nại khiếu kiện. Thì
các bệnh nhân vô bệnh viện thì sẽ có những cái bức xúc và em sẽ tiếp. Và nhiều lúc không, mình không phải là người gây ra vấn đề, nhưng mà bệnh nhân lên lại sử dụng những lời nói nó làm cho mình thấy tổn thương, thì mình vẫn ân cần và xin lỗi và cảm ơn bệnh nhân. Nhưng mà khi bệnh nhân bước ra khỏi phòng thì tự nhiên nước mắt rơi, cứ xin lỗi mà họ cứ chửi thôi. Dạ, tại vì lúc đó là cái sự cao trào của họ, có một cái gì đó bức xúc của bệnh nhân. Chứ còn có ai lên gặp em mà tỏ tình với em chưa? Dạ, vị trí của em chắc không có ạ. Dạ, em trải qua hai mối tình chính thức. Mối tình đầu tiên là 4 năm, lúc em còn học sinh. Mối tình thứ nhì là được 2 năm. Chia tay lâu chưa? Dạ, chia tay cách đây 3 năm. Lý do em chia tay là do anh bắt em là một phụ nữ phải giỏi việc nước, đảm việc nhà. Khi mà một người đi làm công việc hàng ngày từ thứ hai, thứ sáu vậy thì về anh bị bắt là phải nấu cơm. Ví dụ nấu cơm phải là đầy đủ các món. Ví dụ cá chiên là phải nước mắm mọ, chua ngọt. Rồi ví dụ như là cá kho thì phải nước mắm khác. Canh thì phải sao. Thì em không phải là dạng phụ nữ không biết nấu ăn, nhưng mà để mà làm như một bữa ăn thịnh soạn như vậy dạ, thì là em sẽ không có thể theo nổi. Bên ông dạ, chào anh. Rồi, thường gái xinh đẹp quá. Thật sự anh qua đây anh nhìn em là bởi vì anh khâm phục em. Dạ. Một cái người trực điện thoại biết bao nhiêu cái bức xúc, biết bao nhiêu cái gì đó họ đổ lên đầu mình. Thật sự lúc đó mình cũng không trách họ, bởi vì họ quá đau thương trong cái việc người nhà bị cái gì đó. Dạ. Thì họ không biết xả đâu, đôi khi họ xả vào đấy. Dạ. Mà mình nghe hết. Dạ. Và cuối cùng thì có đôi khi mình chỉ khóc một mình thôi. Dạ. Tôi cũng thông cảm nha. Dạ. Và cũng cảm ơn những người như em. Dạ. Bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, đối với em thì em muốn anh ấy một người cao mét trên 1m65. Ngoài hình thì nhìn được là được. Và quan được. Trọng là đối với em là tính cách. Tại vì em mong muốn có một anh có thể bảo vệ được em, che chở được em, để em không phải gồng mình lên để mạnh mẽ. Anh bên đây có thể che chở, có thể bảo vệ em luôn. Cho dù phong ba bão tố về tướng anh cũng hơi to. Em có không thích điều gì đàn ông không? Dạ, em không thích ở đàn ông là hút thuốc, nhậu nhẹt có giới hạn là được rồi. Chào chị Hồng Vân. Sao nè, có hút thuốc không nè? Dạ, có hút xã giao chị. Xã giao là nhiêu nè, ngày nhiêu điếu nè? Dạ, khoảng từ 3 đến 4 điếu rồi chị. Từ 3 điếu, thiệt không á? Thiệt chị. Xã giao ai mà ít vậy? Dạ, xã giao thì cũng anh em trong công ty thôi chị. Xã giao là điếu thôi. Nhưng mà tiếp 3-4 người. Tiếp 3-4 người là khổ vậy đó. Rồi là nhậu thì là nhiêu lon nè? Dạ, em nhậu cũng 4-5 lâu rồi chị. Cũng 4-5 người là điếu thuốc với lon bia đó. Dạ. Em muốn người bạn gái của mình như thế nào? Em muốn người bạn gái của em thì như mặt dễ nhìn, hòa đồng vui vẻ, rồi biết trên biết dưới, với lại là sống bình thường đơn giản thôi. Chứ em không thích sự cầu kỳ, sửa soạn nhiều quá. Bên kia là dư luôn đó em. Có muốn bạn nó giỏi việc nước, đảm việc nhà không? Không, ví dụ như việc nước thì mỗi người một công việc em không có nói được. Nhưng mà việc nhà thì có thể là em và bạn ấy, nếu mà tiến tới được hôn nhân thì em và bạn ấy sẽ hai người cùng phụ nhau làm, chia nhau công việc. Em biết nấu ăn không? Dạ, em cũng biết nấu mấy ông đơn giản thôi chị. Nói nghe nè, ví dụ như bạn đẹp tự nhiên, rồi ví dụ như bạn sửa soạn chút xíu xíu á, thì em thấy như sao? Em thấy cũng bình thường, nữ hiểu làm đẹp mà chị. Rồi em thích con gái đẹp không? Được, thích chứ, em thích đẹp. Đẹp chị. Bây giờ con gái cao bao nhiêu thì là đúng tiêu chuẩn của em nè? Dạ em nghĩ từ 1m60 tới 1m65. Chết rồi, em còn 1m50 rồi. 1m50 hả? Dạ. Thiệt không? Thiệt. Chết rồi, 1m50 dạ, dần sao? Hả? Mình giảm xuống thôi mà. Còn em cao mét nhiêu nè? Dạ em 1m72 chị. 1m72 đó. Lực lượng đô con có thể bảo vệ em được. Dạ. Ừ. Tôi thấy là được đó, ổn nên đó. Nên hỏi người thân đi ha. Hỏi đi Vân. Để cho trẻ gặp nhau đi. Đúng ha. Rồi. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em. À, đi với mẹ. Xin chào chị Hồng Vân. Chào MC Quyền Linh và chào gia đình nhà gái. Thì từ đầu mà thấy cháu gái bước ra là cô đã rất là thích rồi. Cảm ơn cô ạ. Rồi cô cũng nói là về cháu Kim á, anh chị em trong cơ quan đều khen là rất là vui, hòa đồng với mọi người. Thì nói thật là nhà cô thì có mình cô là nữ à, hai đứa con là trai, Kim là anh. Thành ra là trong cái công việc nhà đó thì là hai anh em đều có phụ giúp với cô hết, chứ một mình cô thì cũng không làm nổi đâu. Cháu nói là nhà cháu ở gần Bình Chánh thì rất là tiện với lại Trọng Kim bên đây. Tự vì nó cũng là ngay quốc lộ 50. Nhà cũng gia đình ngay quốc lộ 50 thì mình sẽ gần gũi nhau hơn. Có bao giờ em nghĩ trong đầu á, là khi cái người bạn gái hoặc người vợ của em có một cái nét gì giống mẹ không?
Dạ cũng có chị. Có ước đúng không? Dạ. Mẹ cũng đẹp đó nha. Em là trời thiêu, em cầu được ước thấy đó. Mẹ đẹp mà con dâu tương lai cũng đẹp luôn. Cái đó. Cái nét của con dâu có nét giống mẹ đúng đó rồi. Nói cho em biết mà mẹ ra là mẹ thích liền đó. Sao này giờ mình đi với ai nè? Dạ em đi với chị họ và các đồng nghiệp trong cơ quan ạ. Dạ chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh. Em là chị họ của Thủy. Qua buổi nói chuyện thì thấy bên đằng trai là ngoại hình dễ nhìn, tính tình thì cũng dễ gần. Thì chị cũng mong là hai em tạo cơ hội cho nhau để tìm hiểu thêm. Rồi vậy là tốt rồi. Mở rào thôi. Mở rào. Không gian này là của Kim với Thủy đó. Kim sanh Thủy. Em. Chào anh ạ. Lần đầu tiên gặp em có món quà. Dạ, rất vui em. Được gặp anh ạ. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ, cho em món quà em tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng. Quà thì mở ra coi là gì nè. Dạ. Đây có một ít mỹ phẩm anh tặng em. Wow, cảm ơn anh. Dạ. Là gì vậy, gì Kim? Mỹ phẩm chị. Dạ, nước hoa, nước son hoa, à. Son, rồi đến kẹp chì mắt. Dạ. Thì hả? Dạ. Em sẽ dùng nước hoa và những cây son này để đi gặp anh vào những buổi hẹn hò ạ. Dạ. Ông này ông mâu thuẫn ghê á, ông Kim. Ông nói ông không thích con gái sửa soạn mà ông tặng dạ. cho người ta toàn à, em đấy. Cũng có một món quà tặng anh dạ. và trong đó có một bức thư. Em có, đó là những lời em gửi gắm tới anh. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Anh có quên mở ra đọc được dạ, anh có thể mở ra đọc cho dạ. mọi người coi ạ. Chào anh, Việt Nam hơn 95 triệu người. Em gặp được anh là một cái duyên. Chúng ta đến với nhau hay không là do kiếp nợ. Nếu không có nợ thì làm bạn anh nhé. Cảm ơn anh vì đã có mặt hôm nay. À, tốt rồi à, lần đầu tiên em anh em có cảm giác như thế nào? Dạ, em cảm giác là anh là một người có thể bờ vai để bảo vệ em, che chở em. Dạ. Dạ. Anh nhìn em thì anh thấy cũng có cảm tình, em rất là dễ thương, xinh dạ. đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cũng có nét giống mẹ anh, như dạ. chị Hồng Vân đã nhận xét. Dạ. Sở thích của em thường thường là thích đi đâu nè? Em thì thích ở nhà quây quần với gia đình, dạ. mình nấu những bữa ăn dạ. cùng với gia đình. Ngày nghỉ anh sẽ làm gì? Ngày nghỉ anh có thể đi dạo phố Sài Gòn. Anh thích đi chơi lắm, nói chung là anh thích la cà dạo phố xong vòng Sài Gòn. Bây giờ mình nói vấn đề làm dâu đi. Dạ thì vấn đề làm dâu của nhà anh thì mẹ anh không có quan trọng vấn đề làm dâu. Dạ. Nếu mà anh với em tiến tới được hôn nhân, anh em sẽ qua nhà anh ở cũng được hay là sao cũng được. Dạ. Dạ. Nếu như mà ba mẹ bắt làm dâu thì em vẫn làm dâu, còn nếu như mà ba mẹ cho ra ở riêng thì có thể dạ. ở nhà em, ví dụ như mà xa quá thì chúng ta có thể tích góp thêm để tiến lên và gần với ba mẹ hơn. Dạ. Nếu như hai đứa chung một nhà, quan điểm về con cái, con trai con gái ra sao? Anh thì không quan trọng con trai hay con gái, con nào cũng là con của mình, anh dạ. đều thương như nhau. Đối với em rất là vui khi nghe câu anh nói là anh không quan trọng con trai con gái. Dạ. Tại vì mẹ mang bầu em và dạ. khi phát hiện ra em là con gái thì ba em đã bỏ em. Dạ. Nhưng em mong muốn là không có phân biệt giới tính. Dạ. Tức là từ nhỏ là em đã không có cái tình cảm của cha rồi đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà nhà em có mấy người? Dạ nhà em có chị gái nữa. Là hai chị em? Dạ. Với mẹ, lúc đó ba bỏ đi là coi như ba mẹ con ở với nhau. Dạ. Thực ra là khi bạn tâm sự ra điều này á, thì cái người chồng á, là cái vai trò của em không phải là chồng không, mà em phải có cái tình cảm của người cha, sự bảo vệ, sự bao dung đối với vợ của mình. Đó là cái điều mà bạn ngầm ý để kể cho em nghe về cái câu chuyện của bạn đó. Em có hiểu không? Dạ em hiểu. Bây giờ đẻ con gái là có vàng trong nhà đó nha. Dạ. Con gái rượu đó, không có lo nữa. Bây giờ thế này nè, mình giao lưu văn nghệ chút xíu đi, để mình có thêm nhiều cái cảm xúc để mình quyết định nha. Tươi quá, mặt tươi rói rói vậy thiệt á. Nắm hai tay luôn Kim dạ. Nhìn vào Thủy anh xin hát một điệp khúc của bài Đúng Người Đúng Thời Điểm. Dạ. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo, chẳng hứa xua được mây đen, nhưng bình yên khi bên anh, tìm thấy em người anh yêu. Lúc yêu thương tựa như nắng buổi chiều, từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều. Cảm ơn anh ạ.
Thủy đáp lại đi. Dạ, để đáp lại anh thì em xin tặng mọi người trong trường quay cũng như là các đồng nghiệp đang hoạt động ở ngành y và đang ở tuyến đầu bài hát cô gái ngành y. Vào ca trường đêm nay, trong đêm khuya lạnh giá, những căn bệnh hiểm nguy, thầy thuốc không ngần ngại, đã có bàn tay em nhẹ nhàng dịu dàng chăm sóc bệnh nhân. Nắng hồng bừng lên sương tan lặng lẽ, nắng vui chiếu rọi với đàn chim non, ánh mắt em đây như muốn nói em đây là cô gái ngành y. Em cô gái ngành y không ngại chi gian khó, với tấm lòng lương y thầy thuốc như mẹ hiền, mãi mãi còn trong tôi nhẹ nhàng dịu dàng cô gái ngành y. Chúng ta đã có một trò chuyện rất là thú vị, mỗi người có một tính cách rất là đặc biệt, rất là dễ thương. Vấn đề là con tim các bạn có rung động thật sự hay không? Tôi không biết có rung động hay không, mà tôi thấy ông Kim mồ hôi của ông thiếu điều, bây giờ này nó chảy ướt áo luôn rồi. Chúng ta hãy để tay vào nút bấm. Con tim mình rung động mạnh thì mình bấm liền, còn nếu chưa rung động không còn bấm. 1 2 3. Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau đi, bấm nút cũng cùng chung một nhịp. Ý nói gì với mẹ đi. Dạ con xin phép cô là cho bọn con cơ hội để tìm hiểu, và vì sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình cảm nên mong rằng gia đình mình coi con như con ruột và luôn yêu thương đùm bọc con. Rồi để mẹ nói một câu nè. Đây là cô cũng nói thêm là cô nhà cô không có con gái, cô rất thích con gái, mà hôm nay là nếu là được con hẹn hò với con của cô thì cô thương con như con gái. Quá trời hay luôn rồi. Rồi đó, bây giờ xin phép đặt nụ hôn đầu tiên lên gò má của bạn gái coi nào. Xin phép chị cho em hôn gái. Dễ thương lắm á. Dạ, anh nó run quá, anh run cầm cập. Run quá đúng không? Hai đứa đều dễ thương cả. Dạ. Những cái nụ cười rất là tươi. Và mong rằng tất cả mọi điều may mắn sẽ đến với hai đứa nha. Dạ. Đây. Và đây là những món quà của chương trình trao cho hai bạn. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát, máy lọc nước robot thế hệ mới, ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng hai bạn hai liệu trình phiên bản hoàn hảo từ phòng khám thế giới sắc đẹp, giúp bạn trắng da, bật tông, trẻ hóa da. Đặc biệt trị dứt điểm nám lâu năm khó chữa, trả lại thanh xuân cho làn da của bạn. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, bạn nữ sẽ nhận được liệu trình cu dâu đẹp nhất để sẵn sàng cho ngày trọng đại của mình. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say, một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Hãy đưa nhau đến những nơi hạnh phúc với các bạn nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn chương trình. Để Thủy đi trước đi Kim. Dễ thương quá à. Tôi với ông phải ghen cái đi. À, ghen à. Mình bữa nay mát tay quá. Đúng rồi, hai đứa rất là dễ thương luôn. Cô